quốc gia Đông Âu nào phát triển nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Đó là một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ 20, theo cách nói của Tổng thống Nga Putin trong thông điệp Liên bang năm 2005. Nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ này bắt đầu vào năm 1973, khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế chính trị thế giới. Do chậm sửa đổi để thích ứng với tình hình mới, cuối những năm 70 đến đầu những năm 80, kinh tế Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái, dẫn đến những diễn biến phức tạp về chính trị tư tưởng. Tháng 3 năm 1985, Góc Chốc tiến hành cải tổ đất nước theo đường lối cải cách kinh tế triệt đề, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng. Sau 6 năm, do những sai lầm trong quá trình cải tổ, dẫn tới đất nước Xô Viết khủng hoảng toàn diện, kinh tế rối loạn, thu nhập giảm sút, chính trị bất ổn, thực hiện đa nguyên chính trị, vai trò lãnh đạo của đảng suy yếu, nhiều nước Cộng hòa tách ra khỏi liên bang. Tới tháng 8 năm 1991, sau cuộc đảo chính lật đổ góc ba Chốc thất bại, đảng Cộng sản Liên Xô bị giải thể và đình chỉ hoạt động, chính phủ liên bang bị tê liệt. Tháng 12 năm 1991, Liên Xô tan rã thành 12 nước Cộng hòa, góc ba chốc từ chức đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Khi thời gian đã qua đi, các quốc gia hậu Xô Viết cũng đã từng bước vượt qua được khủng hoảng, tìm ra những con đường mới để đưa đất nước đi lên, đặc biệt là những quốc gia thuộc khu vực Đông Âu, nền kinh tế của họ phát triển nhanh chóng. Trong video này chúng ta chỉ phân tích những quốc gia Đông Âu từng là một phần của Xô Viết, không xét các quốc gia từng thuộc khối Vácsa va và chúng ta xét trong giai đoạn 1995 đến năm 2019, tức trong khoảng thời gian các quốc gia được thống kê đầy đủ nhất. Vậy những quốc gia Đông Âu nào được tách ra từ Xô Viết? Chúng ta cùng nhìn vào bản đồ dưới đây. Khu vực màu hồng chính là những quốc gia Đông Âu hậu Xô bao gồm Ukraine, Moldova, Belarus, Liên bang Nga, Latvia, Litva và Estonia. Năm 1995, GDP bình quân đầu người của các quốc gia này lần lượt là 936 đô la Mỹ, 594 đô la Mỹ. 1371 đô la Mỹ, 2666 đô la Mỹ, 2328 đô la Mỹ, 2168 đô la Mỹ, 3131 đô la Mỹ. Tới năm 2019, GDP bình quân lần lượt là 3465 đô la Mỹ, 4504 đô la Mỹ, 6663 đô la Mỹ, 11775 đô la Mỹ, 17829 đô la Mỹ. 19.602 đô la Mỹ và 23.723 đô la Mỹ. Nếu tính GDP theo sức mua tương đương năm 2019 thì sẽ là 12.667 đô la Mỹ, 13.627 đô la Mỹ, 19.997 đô la Mỹ, 29.659 đô la Mỹ, 32.191 đô la Mỹ, 38.477 đô la Mỹ, 38.916 đô la Mỹ. Như vậy, cho đến nay quốc gia phát triển nhất trong khu vực này chính là Estonia. Mặc dù có dân số nhỏ chỉ 1 triệu 326.590 người, nhưng Estonia có GDP bình quân đầu người cao hơn gấp đôi so với Nga và gấp 7 lần so với Ukraine. Nó vẫn thua xa nhiều so với Bắc và Tây Âu, nhưng nó có tốc độ tăng trưởng GDP ổn định ở mức trung bình 3% một năm. Nhưng nếu xét theo tổng GDP thì Liên bang Nga là quốc gia lớn nhất. Với 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, theo sau là Ukraine với 153 tỷ 781 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Belarus với 63 tỷ 80 triệu đô la Mỹ. Litva 54 tỷ 627 triệu đô la Mỹ. Latvia 34 tỷ 103 triệu đô la Mỹ. Rồi mới tới Estonia 31 tỷ 471 triệu. Moldova với 11 tỷ 969 triệu đô la Mỹ. Chung quy lại thì Estonia phát triển nhanh chóng nhờ quyền công dân điện tử và các chương trình thân thiện với các công ty khởi nghiệp. Điều này cho phép những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới tiếp cận với bối cảnh khởi nghiệp châu Âu mà không cần phải đặt chân đến đó. Điều này cùng với sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở hạ tầng Internet và các quy hoạch quan trọng khác đã đưa Estonia trở thành quốc gia thuộc nhóm thu nhập cao và là quốc gia phát triển nhất Đông Âu hậu Xô Viết. Thống kê lại một chút về quốc gia này, thì đây là quốc gia có diện tích là 45.227 km vuông, xếp hạng 130 trên thế giới, gồm cả 1.520 đảo tại biển Baltic dân số chỉ vòn vẹn 1 triệu 326.590 người. Thủ đô quốc gia này là Tallinn. Đây là nền kinh tế đứng ở vị trí 99 thế giới với 31 tỷ 471 triệu đô la Mỹ. Bình quân đầu người đạt 23.723 đô la Mỹ. Nếu xét tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương, thì đây là nền kinh tế lớn thứ 109 thế giới với 51 tỷ 625 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt 38.916 đô la Mỹ một người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy để lại ý kiến của bạn dưới bình luận. Nếu các bạn thấy nội dung bổ ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nhé.